Mình đã lớn. Hôm nay mình đã quay trở lại với story mở bánh Marine Boy đây. Thì lần trước lúc mà mình không quay mình cũng có mở vài cái hộp bim bim này. Thì mình cũng có được mấy con này. Mấy con mới này. Đó, mình chưa quay được cho các bạn xem này. Đây là đó chính là mực squid với cả sấm sét biển khơi và thảo dược. Thì hiện tại là mình đang có 11 thẻ nhá mọi người. Mình đang có 11 thẻ. Đây. Đó, mình đang có 11 thẻ. Thì hôm nay mình đã lại quay lại cái story mở bánh Marine Boy này. Thì các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh mình nhé. Bây giờ vào clip thôi. Các bạn muốn mình mở bên nào trước nhỉ? Hay mình mở bên này trước đi. Không biết có ra thẻ đặc biệt không đây. Ôi, hình như tôi không ra rồi. À, không ra rồi các bạn ơi. Chạy qua. Ui, các bạn ơi, mực squid mình đã có rồi nha mọi người. Nhưng mà long thần nỏ mình chưa có. Nhưng mà long thần nỏ mình chưa có. Ui, mình xem người ta chơi con long thần nỏ rất là mạnh. Đúng rồi. Mình chưa có con long thần nỏ nha mọi người. Ồ, cũng được. Bây giờ hiện tại mình đang có 12 thẻ rồi. Giờ để vào đấy thôi. Rồi, đây là cái hộp cuối cùng. Ôi trời ơi, mở. Ôi, không chung mày đặc biệt rồi. Mong là đừng có chung mày được. Trời ơi, chung rồi ha các bạn. Chung rồi các bạn ơi. Đây, Quý Lão Toto mình đã có. Quý Lão Toto với cả là Nguyệt Đao. Đây, Nguyệt Đao Vicento ở sâu trắng nha các bạn. Thì bây giờ thì xong, bây giờ mình đã mở xong rồi. Thì hôm nay là lần này mở thì hơi xui tí là được nhận đúng cái thẻ này thôi. Là mới. Là mới thôi, còn lại tất cả đều là cũ. Không nhờ lên chẵn rồi. Ờ cuối cùng cũng đã chẵn rồi. Chứ mình hiện tại mình đang lẻ. Chẵn đẹp bây hơn. Mình khi mà sưu tập toàn. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, mình đã xé cái con một squid rồi. Nhưng sao mình đã có con này rồi. Chứ xé long thần nỏ là cay ấy. Mình tức lắm luôn. Mình là hay bỏ cái vỏ này ra này. Sau đấy mình lại cứ mình mới cắt. Ui ơi, tí nữa xé long thần nỏ. Lấy kéo đi bà con ơi, nguy hiểm quá. Rồi, cuối cùng mình đã mở xong rồi mọi người này. Bây giờ mình sẽ cắt cái con long thần nỏ ra nha mọi người. Con đấy rất là mạnh, mình để vào nó cho các bạn xem. Cộng 25 công cho tướng và giảm một nửa chức năng thẻ vũ khí của đối phương. Chiếc nỏ săn huyền thoại của long thần bắn một mũi tên trúng hai địch. Rất dữ. Rồi, bò bò ơi, kéo đâu? À, kéo sau. Kéo đây. Giờ mình sẽ cắt cái con long thần nỏ này ra. Mình cắt để cho nó cẩn thận bởi vì mình xé kém lắm. Rách cái là thôi luôn cái thẻ. Mình cắt cho nó cẩn thận. Rồi, sắp cắt được cái lá bài long thần nỏ rồi nha. Ôi trời ơi. Rồi bỏ cái này đi. Rồi ok, được rồi đây. Rồi nha mọi người, cuối cùng mình cũng đã có lá bài long thần nỏ. Tên này tên, tên này tên. Rồi. Nghĩa là cuối cùng mình cũng đã có 12 thẻ. Đây 12 thẻ nha mọi người. Thì hình như cái con người đa này mình có bị cắt thừa này. Ok, thì clip mở bánh Marine Boy của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, share và nhấn subscribe cho kênh mình nha. Và cũng đừng quên qua những kênh khác để theo dõi những cái video khác của kênh mình ra nha.
Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye. See you again.